Bà con ơi, ra đây xem hài nè. Hello. Ông đang ở đâu vậy? Ông làm ơn ông gì ở đây gấp giùm tôi đi. Trời, tôi khổ thân ghê vậy đó. Ngày nào cũng vậy á, sáng sớm ngủ dậy công đi miết ra ngoài đường rồi tới tấu ông gì à. Rồi ở nhà tôi á, tôi lăn lộn, tôi làm việc cả ngày, ông không có chịu về đây ông phụ tôi. Rồi bây giờ tôi nấu ăn rồi ông cũng không về ăn nữa hả? Ông ăn không? Rồi tôi hỏi ông có ăn không? Ăn thì ăn, mà ông ăn thì đổ cho chó nó ăn, đóng cái cửa cài cái then là tét cái đen mà đi ngu. Bây giờ ông ngủ luôn phải không? Ông chích cao luôn cho rộng hơn. Bực bạo à. Trời ơi, cái gì mà đang tụng kinh ở chổng à? Đó, mà nghe cái giọng của chị lồng lộng vậy đó. Sao? Bởi ta nói trong đời, nó trong đời nó hay dữ lắm. Trời ơi, bởi khổ ghê vậy đó. Nhà ông đi. Tôi nói rồi, con người ta sống nay chết mai lắm. Mới thấy ảnh sừng sững đây mà bây giờ ảnh chết rồi hả chị? Chồng chị đó chết rồi hả? Bà vô duyên. Đừng có bà vô duyên. Để ở nhà tôi. Còn đang buộc của nãy chú xanh chưa cúng, tôi đem qua dặn cho bụng chồng bà liền, đợi tôi chút nha. Chồng tôi chết rồi nào, tôi nói là anh ơi, anh về ăn cơm với em, anh không ăn thì anh chết cha anh luôn đi. Vậy chứ chết rồi nào. Công nhận chả chồng nào có phước mới lấy được bà đó. Nhiều khi chồng mình đang khỏe vậy đó, mà nhờ mấy vợ như bà rủa ngồi mà đang đi ngã ngửa ra người ta khiêng về. Nấu cơm sẵn luộc trứng luôn đi, lát cúng ổng. Bởi vì tôi khổ ghê vậy đó. Khổ tâm lắm chị ơi. Khổ cái gì mà khổ. Em có ông chồng mà ông bỏ em, ông đi cả ngày à. Em nói anh ơi, tôi anh ở nhà cho em miếng đi. Vậy mà không ở được một miếng nào luôn đó chị. Thôi đi bà đừng có gạt tôi bà. Trời ơi, nè, chị em phụ nữ với nhau nha. Mấy chục năm nay tôi ở không có chồng. Tôi rảnh tôi làm gì? Ở bên bà dậu tôi gìn gia đình bà tôi không hay hả? Hả? Trời đất ơi. Ở ngày cả ngày làm gì, chỉ có tụng kinh xong rồi gìn gia đình bà làm gì tôi biết vậy đó. Không cho miếng, cho 8 miếng bà mới đẻ ra 8 cục, không cho lấy đâu ra đẻ. Thì đúng rồi, hồi đó thì ổng cũng cho 8 miếng thì ra 8 cục. Bây giờ già rồi, tôi xin nửa miếng để ra nửa cục, ổng cũng không cho nữa đó. Trời ơi, bà nghĩ sao chứ cái lứa tuổi của bà mà giờ ổng cho bà nửa miếng đẻ ra nửa cục, đẻ ra quái thai quái vật cả bà. Bởi vậy nè, bây giờ đời rồi. Cực khổ quá chị ơi. Trời ơi, đàn ông mà không bao giờ thích vợ mình nữa. Tôi cực khổ quá mà chị. Không lẽ... Khổ tâm. Ây cha. Về tụng kinh sám hối không à? Đứng lại. Mày giữ nguyên cái hiện trường đó cho tôi nghe chưa. Cái đời tôi ghét nhất ai qua đây nói chuyện mà nói chuyện nửa giờ đó chị biết không. Mình nói thì mình nói cho hết cái chuyện của mình đi. Bà không có nói hết cái chuyện. Cái bà đứng ra bà chấp giá bà hết hà rồi xong bà chẳng lẽ ổng thì bà làm tôi thèm quá. Bà làm ở bà cỡ tôi nghe được không bà nào. Thôi tôi nói mất công, tôi nói tôi nhiều chuyện. Không, tôi nói cho chị nghe. Bây giờ mình sẵn ở đây á, chị là bà chính rồi. Mà bây giờ chị nhiều chuyện mức độ mà ta kêu chị bà tám luôn rồi. Thôi bây giờ chị nhiều chuyện cho tôi nghe luôn đi. Tôi lại chị mà. Ồ vậy hả ta? À. Nhưng mà trước khi nói cho tôi giải lao cho đứng cái tư thế này coi kỳ lắm. Đúng rồi. Cái này xuống tấn mà xuống luôn, không có đường lên nè. Tôi còn mệt nữa đây nè. Tôi nói chị nghe, bây giờ đó. Tôi nói thiệt với chị. Bình thường. Tôi không bao giờ mà tôi cảm giác dỗ nó lên lại, dỗ lên. Đó, trời đất ơi. Đi mà khổ cực. Có tuổi rồi còn mày đặt tập dưỡng sinh mà tập thế này nữa. Khó chịu vậy. Có bữa đi ngang nó mắc cho luôn, nguyên buổi sáng mai mới đi nhà thương đó. Đây nè. Ừ. Cái vòng mà đi luôn như vậy mà sinh hoài không cho một miếng á. Có vợ bé chắc. Hả? Cái gì có vợ bé hả? Dám đâu. Chồng tôi dở gì mà ổng dám làm ba cái chuyện rùi bu kiến đậu đó. Có vợ bé. Trời ơi, ổng không bao giờ ổng dám bắt cá hai tay, tôi nói cho chị nghe. Chị, cái lứa tuổi của chồng chị phải nghiên cứu là đúng. Cỡ tuổi ảnh bắt cá bằng tay sao bắt được. Lứa tuổi của ổng giờ ổng thả lưới rồi nè chị. Nó lùa lên lượt cái nè đó. Lên lần cá túng cái mà lựa, cá tươi ổng quất cá ương cỡ chị dục phạt. Vợ thả lưới không à. Không có đâu. Đàn ông bây giờ. Vợ chồng tôi là thề non hẹn biển. Chung thủy sắc son, kem nem hạnh phúc, răng long đầu bạc đó. Trăm năm á, là hứa với bà thôi. À. Còn hứa mấy con bồ nhí của ổng là ổng hứa tới 1000 năm rồi. Nha, thời buổi giờ không có đầu bạc, nhuộm tóc hết rồi. Thấy đâu nhắn không? Chưa nữa.
Ừ. Đàn ông 10, ông là hết 11, ông có bộ nhí rồi. Trời ơi, tôi ở không là kinh nghiệm là theo rình rập biết hết. 11 ông có bộ nhí á, là đó là ở ngoài đường. Còn riêng chồng tôi đảm bảo bà không bao giờ ông có bộ nhí. Ổng là người thứ 12 đó. Tại sao có bộ nhí? Tại bà nhìn kỹ ông đi. Ổng nhìn ổng cơ thể rắn rỏi vậy thôi chứ súng ống hết đạn rồi không có sai được gì ông. Sai. Mấy bà vợ quá tự tin. Súng hết đạn là đối với những cái tấm bia mà nó rẹo như bà vậy đó. Nha. Đó. Cỡ này mà có đạn mấy chả cũng giấu nữa. Nha, để dành kiếm những cái tươi xanh vàng thè mới bắn nè. Thấy chưa? Nghĩ sao mà bà tự tin quá. Trời ơi, nhưng mà chẳng lẽ ổng... Ổng gì? Mà chẳng lẽ ổng đi thiệt vậy đó hả? Còn gì nữa, ổng tự tôi thấy ổng lết từ ở nhà bà. Trời ơi, nè, chị nói gì là chị nói không có đúng. Tôi thấy nha, chồng tôi nha, sáng ổng ngủ dậy nha. Sao? Ổng trường xuống cái giường. Cái ổng lết ra ngoài đường, ổng đi đâu có nổ đâu. Ổng đi ngang qua nhà bà, ổng bẻ hết cái bụi tre nhà bà, dạt hết. Trời thấy không? Trời ơi. Thấy cái thế ổng chống ổng đi được đó. Trời ơi, bụi tre của tôi tàn mạc là do chồng bà đó hả? Chứ còn cái gì nữa? À, để bà tự tin nữa. Cuộc đời của bà sao mà nhiều lúc bà tự tin ghê. Bà biết chị nhé, ngang qua nhà tôi bẻ hai cái tre để làm gì không? Làm gì? Ổng chống hai cái tre để ổng bảo dưỡng hai cái chân ổng là bà nội. Ổng đi phà tới nhà ăn nhỏ đó, ổng mới bẻ cái tre ra. Ổng giục cái tre lúc đó, ổng mới phóng lên giường, ổng xài cây củi. Hiểu chưa? Là nào giờ là ông lấy cây củi ông đi xài ở ngoài đường chứ còn cái gì nữa. Bụi tre tôi tàn mạc là nhờ chồng bà bảo dưỡng hai cái giò đó bà nội. Trời ơi, sao mà đời tôi khổ dữ vậy trời. Vợ chồng sống với nhau không yêu đương nhau nữa thì mình nói một tiếng để tôi ra đi, tôi cần một cái hạnh phúc khác để cho ông có hạnh phúc. Nỡ lòng nào mà ông lén lút như vậy ơi chị. Trời, bà đứng gần tôi, bà đứng gần tôi lấy cái khùng cái người tôi nè bà nói. Trời, bà nghĩ sao? Bà hỏi tất cả mọi người dưới đây coi, chơi lén nó sướng hơn hay chơi công khai nó sướng? Tất nhiên là lén lúc nó phải sướng rồi chứ. Hồi nhỏ bà không thấy má bà chiên đồ ăn sao, bà đi ngang cái bà lủm miếng bỏ miệng ngon không? Đến khi dọn nguyên mâm vô mặt bà ăn có nổi đâu. Cũng giống như tôi. Thấy không? Thấy tôi không? Body hết sảy. Ra ngoài bờ xăm tắm lộ thiên, không có thằng nào rình. Xung má tôi về nhà tôi lấy cái bồ lúa nè. Tôi quay lại tôi đứng ở chỗ tôi tắm 80,000 thằng nó tới nó rình. Tôi tắm gần tiếng, nó rình tiếng rưỡi vậy đó bà. Chỉ có lúc mà tôi quay mặt qua nó mới bỏ chạy chơi. Cái dòng rình nó mới đã. Bởi vậy rình nó đã dữ lắm. Tôi đã trải qua cảm giác này tôi biết mà. Bởi vậy không phải là ở dài đâu nha, với chồng tôi đó. Nhưng mà sao? Sao? Kỳ này mà ổng về đây nha, tôi mà biết ổng lén phén như vậy nha, tôi thờ với chị nghe chưa? Là hả? Tôi xé ổng ra. Tôi băm làm trăm mảnh, tôi thả cho ké nó ăn. Cái này để xài não. Thấy không? Phải xài bằng cái này. Chứ không có phải cái gì mà chị cũng đòi xé được. Khô mực mà còn có nhiều loại xé mà. Đúng không? Chị mua mực về có loại chị xé bằng tay. Có loại chị cắt bằng kéo. Có loại chị phải bỏ vô má chị cán. Cỡ chồng chị nó bỏ vô ba bố lấy bố tạ dần chưa chắc mềm. Đúng không? Dùng não. Trời ơi, phải dùng não hả chị? Tôi rành ổng lắm. Ủa mà sao chị rành vậy? Không lẽ chị là... Không lẽ gì? Chị là vợ bé của chồng tôi. Sao bà rành chồng tôi với bà nào? Cái bà nói là bà... Ông ta. Trời ơi, em có phước là vợ của ảnh hả? Nó thiệt cái chị á. Không có cho anh bẻ tre đâu. Tôi làm cho ông hai cái nạn, ông chống phà luôn. Lúc nào cũng sẵn sàng xài củi. Bây giờ vậy là coi như là chị không phải phải không? Phải, bị bả không à? Không nói phải. Thèm chứ. Không phải, bởi vì bả mới vậy nè. Nhưng mà hả? Bây giờ kỳ này nha, tôi nói thiệt với chị nghe chưa? Ông ở về đây á, tôi mà tôi không có bầm ổng ra trăm mảnh tôi cho gà ăn, vịt ăn là tôi quăng chị luôn á. Ôi đừng có bầm. Bực. Trời ơi, bà xài không được mà cho tôi xài chứ mới rau bầm ra được chứ vậy. Trời ơi, cái đồ dùng được thì bây giờ làm hư hỏng. Tôi nói chị nghe, không xài được là mình quăng cho chó nó ăn, không có cho người khác xài. Không, phải dùng não. Dùng não. Bây giờ tôi chỉ chị nè. Phải nói cho tôi nghe, tôi ở không làm gì, tôi nghiên cứu phải vụ này dữ lắm. Bây giờ tôi hỏi chị trả lời nè. Có bao giờ mà bà thấy cái hình ảnh mà ổng đi về ha? Ổng hát vu vơ, rồi liên thiên lâu lâu cười mình như mắt bố. Hình như có à nghe, hình như có. Có bao giờ thấy ổng đi ha, rồi cái bật lên hát một bài mà không hết câu, sau đó hết gió mặc dù còn cái nú không còn hơi thổi. Có không? Hình như có luôn. Ê bà nói bà chắc chắn đi bà. Trời ơi, cái vụ đánh ghen mà bà hình như hoài nó quánh bỏ lộn tôi sao? Có không? Hình như có, hình như chắc, chắc.
chắn có, chắc chắn có. Có bao giờ mà thấy bận quần này áo nọ? Quần này áo nọ có luôn. Sức dầu thơm thơm phức. Sức dầu thơm thơm phức. Nhà tôi thì không có dầu thơm, mà tôi thì bán xương sáo, tôi xài dầu chuối. Mỗi lần mà tôi tìm chai dầu chuối mà không có, tôi ra tìm ổng, trời ơi, người ổng mùi dầu chuối sực nứt từ đầu tới chân bà. Trời ơi. Chính rồi chị ơi, chồng chị bây giờ là chơi cao cơ hơn mấy thằng tầm thường rồi. Mấy thằng quỷ bình thường là sực dầu thơm thôi. Còn cái này chồng chị quất luôn dầu chuối, con gái mà nó nghe mùi chuối rồi tôi chỉ ba vô cạp chuối thôi. Trời ơi. Chồng chị bây giờ là số 1. Chồng chị bây giờ là cái như là sao cái mùa này là ổng bán dầu chuối không bỏ nghề bán xin sáo luôn. Bây giờ tôi phải làm sao chị? Dùng não. Trời ơi, bây giờ tôi bực mình. Đừng cào cấu gì, bình thường đã xấu lắm rồi. Bình thường đã khủng khiếp lắm rồi, đừng cào gì hết. Bây giờ mình phải dùng não. Tôi chỉ chị nè, bây giờ ông ăn chả, bà phải ăn nem. Bà vô duyên quá. Sao vậy? Tôi đang bán xương sáo, đang ngon vậy tự nhiên bà kêu tôi bán bún thịt nướng gì vậy bà nào? Cái gì vậy? Cái não của bà bỏ qua đi, tàu hũ ở chổng không à, không có gì xài được con mẹ gì nữa hết trơn á. Trời đây nè, tôi nói ông ăn chả bà ăn em, có nghĩa là bây giờ ổng quần này áo nọ ổng đẹp là ổng lẫy thì bà cũng phải làm y chang như vậy, hiểu không? Bà phải làm cho đẹp lên là cái thứ nhất. Cái thứ hai, bà phải âm thầm điều tra. Âm thầm điều tra hả? Khi nào mà có chuyện bà hãy bùng phát lên. Ê bà tôi bà nói tôi phải sửa sạn lên hả? Đẹp. Mà tôi giờ tôi đẹp quá rồi mà, tôi thấy tôi đẹp lắm mà chị. Bớt giỡn đi nha. Hả? Sao? Ăn cơm không giờ dám bê cái bà đây ăn hết trơn hả? Ủa sao vậy? Sợ ngắm bà ối là tôi cơm đó bà. Bà gan quá. Phải không? Tôi dặn này nha. Sửa soạn cho lộng lẫy, đẹp đẽ, âm thầm điều tra. Nhớ chưa? Rồi khi mà ổng về đó, xử với ổng, nói chuyện với ổng, xử với ổng xong. Lỡ có chuyện gì kêu cấp cứu đừng kêu tôi nha. Rồi. Tôi về nha. Trời chị về hả chị? Trời ơi, chị về mà sao chị không có đi bình thường, chị chui qua lỗ chó không vậy chị? Cái đường bình thường nó không có tới mục đích, hiểu không? Đi đường này, nói nghe nè, có chuyện gì nhớ kêu xe cấp cứu được không? Rào. Ê, nó nghe nè. Hả, cái gì nữa vậy? Kêu tôi lại nha, tập cái tư thế này đi, cái giò nó mỏ dữ lắm. Tôi về nha chị, tôi mỏ dữ lắm, tôi về nha. Trời ơi, sao tôi khổ ghê vậy đó trời ơi. Chồng tôi kỳ này về là chết với tôi luôn á. Chồng đâu rồi, giờ này nó còn chưa về nữa chứ. La la la, la la la, la 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 la. La la la. Ông làm gì vậy? Hít gió. Hít gió ha? Không ra tiếng mà ra toàn nước miếng không à ha? Bà này. Trời, đúng rồi. Mới nãy bà có nói với tôi, hít gió không ra hơi mà cứ phụt. Mà ra nứu không à? Rồi, biết rồi. Trời ơi. Đúng rồi. Chính nó luôn rồi. Quần này áo kia, trời ơi, quần đọt chuối mà áo màu cam lè. Quay lại tôi coi. Trời ơi, mặt bà ba mà còn đóng thùng nữa ha. Trời ơi, bỏ áo vô quần ha. Trời ơi, mặt bà ba mà nó còn đeo dây nịt nữa mới ghê chứ trời. Trời ơi, cái thời trang gì mà ngộ nghĩnh dữ vậy trời. Có vấn đề rồi. Ủa, con gì vậy? Con gì mà kêu thế ghê vậy trời? Trời ơi! Bà làm cái trò gì vậy? Hả? Tôi hửi. Trời đất ơi! Tôi hửi rồi tôi mới biết nghe chưa? Hửi cái gì? Trời ơi! Toàn mùi dầu chuối không nghe chưa? Mùi dầu chuối từ đầu tới chân, bởi vì mấy đứa con gái nó vừa thấy ông là nó kẹp chuối ông liền, phải không? Trời ơi! Đúng không? Cái gì vậy? Hả? Bà có điên không vậy? Tôi không có điên đâu, tôi đang rất tỉnh rồi nè. Tôi biết rồi, bây giờ ông ăn chả, còn tôi sẽ ăn nem. Ok. Gì? Ok, tôi. Ông ăn chả, tôi sẽ ăn nem. Ok. Là cái gì? Là ok đó ông nội. Trời đất ơi. Mấy chục năm rồi mà nói còn chưa hiểu đó. Tôi đi đây. Bà thì vô duyên thiệt. Về nhà mình quyết gió thì đó là phun nước miếng. Trời đất ơi. Ăn mặc gì thì là phê bình. Là ăn mặc kỳ cục. Buộc gì tôi nó chắc ăn chứ. Tự nhiên nó ăn chả rồi bán xương xăm xương sáo hả, không chịu tự nhiên là vô đồ ăn chả ăn em. Bởi vậy ở vậy chứ không có thương chút nào chứ. Mỗi lần mà đứng trước mặt bả nó tiếng yêu quá tôi nổi da gà luôn. Bởi sao không chịu nổi, người khác là bỏ rồi đó chứ cũng mình tôi thôi. Bởi vậy tại sao tôi đang lừa dối em mà sao em không biết?
Cái gì vậy? Bà ăn mặc gì kỳ cục vậy? Bà ăn mặc gì kỳ kè tôi? Như cái hộp chị màu vậy bà nội? Kè tôi! Kết thúc! Cuộc tình mình là chấm dứt! Cuộc tình mình là pháo phè! Với bao tháng năm dần trôi! Trời đất ơi! Bà làm cái gì vậy? Bà nãy mình phun là phun vô mặt bà mưa phùn thôi! Bà chơi biểu cái sóng thần vô mặt mình luôn à! Nè! Ăn mặc cái vậy hả? Biến đi nha! Nói năng gì mà ăn mặc dơ dái! Anh mới là người dơ dái đó. Cái gì? Tôi nói anh mới là người dơ dái đó. Tôi làm gì mà anh nói vậy? Tôi nói anh nghe, đồ nào anh xài được anh xài, không xài được anh để ở trong nhà anh, còn không anh thiêu quỷ anh đốt nó đi. Tự nhiên anh quăng ra đường là chi cho nó nghẹt cống nghẹt đồ. Ủa tôi quăng gì ngoài đường nghẹt cống? Mới thấy quăng nguyên con búp bê đó. Búp bê nào? Con búp bê mà đỏ xanh vàng gì sùm kia kìa. Trời ơi, đó là vợ tôi đó cha ơi. Bà Tư đó hả? Ờ. Trời ơi, ăn mặc gì mà dị hổm vậy? Bởi vậy? Trời ơi, vậy mà tôi tưởng búp bê bị hư anh quăng chứ. Ừ, nhưng mà bữa nay bả làm sao á? Về đứng cằn nhằn, cằn nhằn. Tự nhiên cằn nhằn ông hả? Ờ. Rồi ăn diện vậy đó hả? Ờ. Không biết tại sao nữa. Mà tôi nói, tôi góp ý cho gia đình anh nha. Gì? Nhiều khi gia đình anh tôi nhìn một cái tôi thấy giống như thảm họa thời trang á. Thảm họa gì? Thiệt, thời nhìn gia gì? Đình anh không có phát thành. Sao lại nói vậy? Nhìn giống nó than trời chứ không phải thời trang. Nhìn ghê quá. Gì đâu ghê. Ê, bận đồ lưng thun mà đeo jean nịch. Không nhầm gì đâu. Ờ mà cũng không lạ gì. Tôi học với anh hồi xưa mà. Hồi xưa anh ở trường mà anh còn dám mang jean nịch mà. Anh đừng có thào lao vậy. Ai mà ở trường mà đeo jean nịch? Mà tôi hỏi anh ở nhà quê này, anh không có cần phải chứng minh, người ta vẫn biết anh là dân làm ruộng mà sao mắc mớ anh đeo cái này để bà thương hiệu này chi? Không hiểu gì? Đây là làm vườn đó. Trời ơi, người ta là LV ông ơi. Ai biết thì tôi nhà quê tôi không biết cái LV là cái gì, tôi chỉ biết làm vườn vậy thôi. Không biết cái gì chứ, cũng mà đặng nói. Ê, ba ăn diện thấy ghê quá vậy? Thì bởi vậy. Ê, đàn bà con gái tự nhiên ở với chồng bao nhiêu chục năm nay bình thường, tự nhiên một ngày nào đó xịt dầu thơm ăn diện như một con điên. Chết rồi, coi chừng bà. Cái gì? Thôi tôi đi về. Ê, không có giỡn. Tôi ghét nhất là bạn bè mà nó nói nửa chuyện nửa chừng mà úp mở mở đi về nha. Anh biết gì, nói tôi biết. Tôi biết, nhưng mà tôi không có nói. Tôi nói là tôi sợ người ta nói tôi nhiều chuyện. Thôi tôi đi về, ghê quá. Bỏ ở đây. Anh thì có xạo, ha? Anh thứ sáu ha? Sáu bảnh mà người ta kêu anh là bảy bữa là anh biết rồi. Anh mới đâu có gây ít chuyện gì đâu. Có chuyện gì đó tôi biết. À, tôi ghét chứ mấy bạn bè mà gặp chuyện mà thấy người ta gặp chuyện mà bỏ đi, bỏ rơi đó. Ta dám đồn tôi là bảy bữa hả? Ờ. À. Được, nếu lỡ mang tiếng thì nhiều chuyện rồi nói luôn. Ê, coi chừng vợ anh có kép nhí. Cái gì? Kép nhí à? Ờ. À. Không có đâu ông ơi. Tôi ở với bà mấy chục năm nay tôi biết bà không bao giờ thay đổi chứ. Trời ơi, đâu có biết được con người mà sao không thay đổi được. Bây giờ tôi nói anh nghe nha. Bình thường thôi, những vật dụng mình xài trong nhà hả? Mua một cái chài, một cái cối nha. Cái cối không bao giờ hư, chứ cái chài nó sẽ mòn. Đúng không? Nhiều khi cái đó là sự thay đổi. Anh đừng có giỡn chơi. Đàn bà không đoán được đâu. Ai thì anh nói gì được chứ vợ tôi không thể nào vậy được. Vợ ai cũng vậy. Ghê gớm lắm. Bởi vì tôi mới ở giá tới giờ không lấy vợ nè. Anh thấy ghê không? Trời, tôi đoán trước được tôi không bao giờ lấy vợ. Coi chừng anh bị cắm sừng mà anh không biết. Trên đầu anh bây giờ có tình hình là nhú nhung nai nghẹ rồi. Thiệt không? Thiệt. Tôi nói cái đó chỉ có một cái phản bội. Có bồ nhí cho nên mới ăn diện như vậy thôi. Đó, thôi tôi về nha. Ê, không. À. Không có được. Nói rồi hỏi cho cùng. Anh căn cứ gì đâu mà nói vợ tôi ngoại tình. Bây giờ nè, tôi hỏi anh, bà có chửi bới anh không? Có. Bà tự nhiên gây chuyện với anh không? Có luôn. Ăn bận rồi xịt dầu thơm không? Có, anh thấy đó. Xong, thua. Vậy thua. Biết bà Bảy có nhà không ta? Trời ơi, tức quá. Vợ tôi bị thay đổi gì sao? Không thể nào nhìn được. Không, không. Phải kiếm mặt. Anh bình tĩnh, anh bình tĩnh. Cái gì? Đàn ông mình phải xử sự trong nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng cái gì?
Nói gì mà nhảy anh gì? Bình tĩnh, anh bình tĩnh. Gì bình tĩnh? Anh phải bình tĩnh. Bây giờ tôi nói anh nghe nè, anh không bình tĩnh được, anh tập theo tôi. Tôi bao nhiêu chuyện rồi tôi vẫn bình tĩnh được. Đó, khi mình gặp chuyện gì mà mình không giải quyết được, mình muốn bình tĩnh lại, mình phải vận công. Nè, bây giờ bà bạn tôi bà chỉ hay lắm. Đó, bây giờ trước kia hai tay đặt lên ngực. Đặt lên ngực. Ngực trên này đâu nổi. Ông tào lao quá, bà bạn tôi học bà bạn tôi bà chỉ ở đây mà sắp đi vậy. Ta để đây. Bà bạn ông bao nhiêu tuổi? Năm nay bà 87. Bà mẹ nó 87 mà ngực như thế này rồi hả? Trời ơi, năm bà 90 tuổi chắc xuống đầu gối quá. Tùy cơ địa nha. Có bà xuống tới đây luôn á. Thôi bỏ đi ông ơi. Cái gì ghê vậy? Nó xuống tắm nước rồi. Nó xuống nước ghê dữ vậy hả? À, không đua đâu. Trời ơi, cả đời đâu có vợ đâu biết nằm đâu. Thôi bỏ đi cái bài tập thì tập cứ lặng hoài. Rồi, không quá nhập ma. Đúng rồi, không nên tập đâu. Tại bà chỉ cái ngực dưới đây mà để trên đây mình hít thở lại nó tẩu quả nhập ma chết. Đúng rồi. Ê, có cái này, có cái này, có cái này. Cái gì nữa? Mới nghiên cứu trên đài phát thanh. Đài phát thanh sao? Nè, nè, trời ơi, tập khỏe lắm. Nè, thấy không? Thấy cái hộp quẹt không? Hít, 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 hít đi, hít, hít. Đó, khỏe không? Thấy khỏe không? Khỏe cái ông nội tôi á. Chết rồi. Cái gì vậy? Cái bài tập gì kỳ cục vậy? À, trên đài nó nói tôi mới đem theo nè. Bài tập gì? Tập yoga. Không được có tào lao. Yoga là đang ngồi như vậy nè. Nè, thiền. Không đem đưa gai tôi thử thì có. Tào lao. Tôi chết mẹ vậy hả? Trời ơi, vậy mà tôi nghe trên đài nó nói yoga, yoga. Tôi tưởng ga vô là hít yoga. Ông nghe tôi chưa có thấy mà ông chỉ tập bay tập ba không à. Tôi đang muốn đổi điên là ông làm trò gì vậy? Thôi được rồi, để từ từ tôi nghiên cứu. Không có gì. Bây giờ là phải chết cho tôi thiệt. Đừng có nổi điên. Bây giờ anh phải theo tôi nè. Anh phải tập bình tĩnh trở lại. Anh phải giữ bình tĩnh. Nha. Giữ bình tĩnh. Giữ bình tĩnh được. Bây giờ tôi tập cho anh. Trời ơi, còn bận ra mập quá. Bận áo ngực chi vậy? Lòi ra lưng ghê quá. Bận là cái gì? Bạn bè giúp nhau mà chửi hoài. Con bận ngực cái gì? Biết rồi. Bây giờ tôi nói anh nghe nè. Bây giờ anh phải bình tĩnh. Nghe chưa? Đó, anh phải bình tĩnh. Mình là đàn ông mà. Mình xử sự trong ôn hòa. Đó. Dù anh bước chân vô, anh thấy vợ anh đang ngoại tình. Anh xử sự như thế nào? Tôi sẽ chỉ cho anh. Bây giờ, anh là anh, tôi là vợ anh. Nghe. Rồi làm đi. Anh mở cửa bước vô, thấy vợ anh trong nhà đang ngoại tình. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Khốn nạn à. Ai à, ai à. Giấm phụ. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah, yes, oh yeah. Trời yes, ơi, yeah. Cái này nè, thấy chưa? Chơi với bạn mà lấy vợ bạn là cái thằng khốn nạn, đâu có để tao không vậy? Bà có hiểu mày, mày lấy vợ ra hả? Mày lấy vợ ra hả? Trời ơi, ông Bảy ơi, ông Bảy. Ông Bảy ơi, ông Bảy ơi nè. Ông Bảy ơi nè. Mày đứng lại không? Đứng lại. Đánh không chưa? Đánh không chưa? Có nhịp rồi. Có nhịp tao bảy nhịp. Bà nói gì? Nãy giờ chúng ở đâu chưa? Chúng quá trời rồi á. Chúng mà đâu đó, đừng chưa tiên chúng mà đâu. Trời ơi, trời sao, tại sao? Bạn bè có ai ông thân nhất à? Hả, tôi với ông, mà đợi đâu nào ông lấy vợ người ta. Bà điên hả? Nghĩ sao tôi đi lấy bà Tư? Tôi là con trai đàn ông nheo nhẽo vậy nè. Cả cuộc đời tôi chưa biết thân thể phụ nữ là gì. Khi tôi lựa tôi mới biết hàng tôi lựa chứ. Nghĩ sao tôi lấy con tám lửa đó. Hả, trong khi đó bà đây nè. Bà đẹp sẵn sẵn gì mắc mó tôi lấy coi bà Tư. Đúng không? Ê mày! Nghĩ sao ta chơi tân vậy mà nói lấy vợ của ông? Ông lọt chồng thái độ thấy hả? Nghĩ tung. À, mọn chết. Quỷ ra. Đi ra khỏi nhà bà tôi. Đi ra khỏi nhà. Ngay ngay. Thấy chưa? Tôi nói tôi là đàn bà chính chuyên mà. Cái thứ đó nó ẩm tôi nè. Tôi mà không đủ nó ra khỏi nhà là nó hốt tôi vô phòng nó quất tôi lại. Thấy ghê chưa? Đi ra khỏi nhà tôi ngay. Đuổi tống cổ ra khỏi nhà. Nhà này của người ta đó. Bà hay quá, nó về nó đập bà xéo hàm chứ. Ở đó bà đi ra khỏi nhà tôi. Nhà ta hả? Nhà của ông Tư đó. Bà làm rần rần à. Bởi vậy bây giờ tôi biết tại sao bà ở giá tới giờ.
Bà làm quá mà ai dám lấy bà? Không có, tôi hiền lành lắm. Nè, tôi đây nè, tôi nhiều khi tôi cũng thèm vợ thấy bà đó. Mà tôi cứ quét lá ở ngoài, nhìn bà tụng kinh thôi chứ không dám lấy bà. Người ta tụng ở trong, có nhiều lúc người ta ngưng tụng, tại sao không chịu ngưng quét? Ngu sao? Ngu vô cho bà hốt tôi sao? Trời ơi, lá tôi sẽ biết liệu bao nhiêu năm mình đây, còn cái lá vàng ươm vậy mà không chịu vô hốt. Thôi khỏi đi ha. Thôi à, nhưng mà thôi, tôi nói anh nghe, cái này là tôi thương thôi. Hồi nãy tôi thương gia đình anh Tư quá tôi mới đánh anh. Thôi tôi xin lỗi anh Bảy một tiếng, nhưng mà lát nữa tôi mới biết ông Tư này nè. Tội nghiệp lắm anh ơi. Vợ chồng nát bét hết rồi. Bể hết rồi hả? Bể hết rồi. Bà biết luôn rồi hả? Biết chứ sao không biết. Trời ơi, tôi tưởng có mình tôi biết cho bà biết luôn rồi. Con nhỏ đó có chữa luôn rồi, siêu âm sanh đôi. Hả? Trời ơi, sao cái mặt đó, trời ơi, cái mặt hai đứa nhỏ sinh đôi, hai thằng trai cái mặt chảy xệ y như cha Tư vậy đó. Trời ơi, người ta nói chó giống cha gà giống mẹ đó. Nhìn mặt ông Tư giống chó mặt xệ không? Giống y chang. Hai đứa sinh đôi mà cái quan trọng bây giờ là má của gia đình nhà gái không có cho ông qua nhận. Nhận là đủ chục mới vô đội đá banh luôn đâu có được. Ông có 8 đứa giờ thêm hai thằng trai đó nữa. Cái này mới kinh thiên động địa. Cái gì vậy? Bà Tư ngoại tình. Hả? Trời ơi. Quen cái thằng hả có 19 tuổi thôi. Trời ơi. Giấu ông Tư hả 18 năm nay rồi. Trời ơi. Trời ơi, 19 tuổi mà quen 18 năm. À. Hả cái gì vậy ba? Trời ơi, chẳng lẽ mới 1 tuổi quen nhau? Hồi đó bà bồng bỏ cho bú mà. Đó, hồi đó bà bồng bỏ cho bú, giờ không biết là sao này thằng này nó lớn lên rồi nó thèm lại cái mùi sữa đó để tìm bà nó xin lại. Chết rồi. Cái mô đen này nó gọi là cái gì đó không? Lái máy bay. Đúng rồi. Phi công trẻ mà lái máy bay bà già. Đó, mà lái không cần bằng mới ghê chứ. Thằng này nó mua bằng chắc luôn. Thằng này nó mua bằng chứ sao mà nó lái được. Cỡ đó mà bây giờ nó còn lái được là quá hay luôn. Quá, bây giờ bể hết rồi. Khủng khiếp, bể hết rồi ông ơi. Bây giờ làm sao giờ? Tôi với ông giờ làm sao? Giờ có đẩy ra ngoài kia bắt nó thay đồ hay nó làm gì cho chăng nữa? Bây giờ chồng về có chuyện gì sao không? Thì bây giờ mình phải khuyên nhủ người ta chứ sao giờ? Thì đó, bây giờ tội nghiệp quá. Tôi ăn chay nha, niệm Phật nha. Chứ tôi cũng quét lá không mà. Thì đó, rồi tôi với anh nói sao cho đi. Tu tại gia mình đâu có làm ác ta được. Vậy em làm gì kệ tôi nghe chưa? Đừng có nói tôi lột đồ ở đây, tôi đội quần cũng kệ tôi đi. Tôi thích vậy đó. Rồi giờ làm sao? Rồi sao? Sao? Bây giờ nè. Có nè, có mấy người đây là ba mặt lời. Bây giờ nói vậy giờ nói chuyện bà làm sao? Nha, bà đúng là cái thứ mà vừa ăn cướp vừa la làng. Ông á. Ông mới là cái thứ mà vừa la làng mà vừa ăn cướp á. Bà ăn cướp đó. Ông là đồ ăn cướp. Bà mới là đồ ăn cướp. Đồ ăn cướp, ăn cướp. Đến đi. Từ đó giờ mình sống chung với ổ cướp mà mình không biết không? Trời, giống như mình đang là Alibaba 40 tên cướp vậy. Bà cháy nhà mới lòi mặt chuột. Ông á, cháy nhà mới lòi ra cái mặt heo của ông á. Trời, trời ơi, nãy bữa giờ ở gần sở thú. Thú mà không hay. Nói mày nghe nha, bà làm cái chuyện gì đối với tôi cũng sai hết. Ông á, ông mới là người sai đó, ông quá trời sai. Sai. Ông sai. Đến. Ông sai. Đến giờ. Vợ chồng sống với nhau mấy mặt con rồi ra ngoài đường nhảy như ngựa vậy hả? Cái gì vợ chồng ta ngồi xuống ta bình tĩnh nói chuyện. Có bàn có ghế xong rồi hả? Bước vô. Có bàn có ghế đàng hoàng. Từ từ tôi lấy giấy viết ra đây rồi viết đơn như vậy. Bà bậy bạ à. Gia đình ta gây lộn tự nhiên là xuống đơn ly dị. Ly dị bộ đơn giản lắm hả? Vợ chồng ăn ở mấy chục năm bộ tưởng ly dị đơn giản hả? Tôi có quen mấy luật sư hay lắm. Để tôi hãy cho. Cái gì vậy? Ông đúng. Tôi phải ly dị chứ bà. Đúng. Ly dị thì ly dị. Nhưng mà trước khi ly dị mình phải chia gia tài. Đúng. Cái gì thì cái của chồng công vợ. Đúng rồi. Ai cũng có quyền. Ai cũng có quyền được hưởng cái đó hết. Thành thử ra tôi theo tôi nghĩ gia tài nên chia ra cho nó đàng hoàng, cho nó công bằng. Ví dụ như nè, gia tài chia làm 3 phần. Đó, chị một phần, anh một phần. Đó. Còn mấy đứa nhỏ con tôi phần đúng không? Đâu con phần cho tôi chứ. Hả? Cái gì vậy? Tôi đứng ra tôi mời luật sư mà. Tào lao. Nghĩ sao vậy? Vợ ông ta đang ly dị, đi nhà vô chia 3 phần ông phần, còn tôi đứng lại để chó ăn sao? 4 phần, 4 phần. Tào lao nữa. Cái gì nữa vậy? Gì mà quá trời vậy, tự nhiên cái vợ chồng ta ly dị cái vô đây cái đòi chia gia sản à. Đó ông thấy chưa? Cái gì? Ông nói cái gì? Cái gì? Nói cái gì? Ông á. Bà nói ông sao? Con người ông á ngang. Tôi á là hả? Ông á cũng biết cái tin là ông là con người lăng nhăng đó nghe chưa? Cái gì? Ừ. Bà là lăng loàn. Hả? Ừ. Ai? Ai nói tôi lăng nhăng? Cái gì? Cái gì? Ai nói tôi lăng loàn? Tôi nói ông nghe ngang, ngày nào tôi cũng lăn lộn ở trong nhà này như con chó đây nè. Ông nghĩ sao mà tôi lăng loàn? Ai nói? Anh Bảy. Bảy hả? Rồi còn cái gì? Ai nói tôi lăng nhăng hả? Chị Tám đó. Về nhà tụng kinh đi. Chú về nhà. Quét lá. Chui hai đứa lại. Đuổi đây. Chị Tám. Trước cái giò gì? Đuổi đây. Hả? Chị căn cứ đâu mà chuyện tôi là một người đàn ông lăng nhăng. Hả? Tu. Cái gì? Ăn chay, tụng kinh.
tin không à? Tụng kinh chị nói vậy đó hả? Không có, tụng kinh ở nhà đâu có chơi với ai đâu. Bệnh tưởng tượng vậy đó, bị bệnh hoang tưởng. Rảnh ghê vậy đó. Rồi lo, thấy chị nè, ngày nào ra đây tôi ở không mà. Đâu có ai lấy ở rảnh nè. Ngắm chị ngày nào về than chồng than con tôi lo. Hiểu không? Tôi lo anh có chuyện gì rồi tôi nói, tôi tưởng tượng ra là anh có vợ bé vợ mọn tôi nói vậy thôi. Chị rảnh quá. Ở không ghê đó. Còn anh bảy sao mà anh nghĩ sao mà anh nói tôi là lăng loàn vậy? Hả? Tôi nói chị nghe, tôi làm nghề quét lá mà. Chỉ có mùa thu mới có việc làm nhiều thôi. Còn cái mùa này nó rảnh quá, tôi coi phim. Tôi coi phim mà qua tự nhiên nghe ảnh nói tôi thấy giống trong phim quá, tôi đồn chơi vậy chứ ai biết đâu. Trời ơi là trời. Hay rảnh quá ha. Đợi em. Cái gì? Em móc đồ. Móc gì? Móc điện thoại, em có gì đâu. Móc. Rồi em thấy vậy chứ không có vợ còn gì nữa, móc cái đó. Điện thoại. Alo. Ông Mười hả? Trời ơi, kinh thiên đại nghĩa, trời kinh thiên đại nghĩa quá ông ơi. Anh Mười, cái ông Mười đó, cái ông mà già cỡ hai cái mặt của ông cộng lại còn hơn tuổi ông đó. Quen với con nhỏ mới có 16 tuổi à. Ngồi ngoài quán cà phê cái giò nó dài mà thòng ra ngoài cái quán luôn. Bây giờ tôi ra tôi coi tình hình sao, tôi vô tôi báo với anh nha. Mới có 16 tuổi thấy ghê quá. Alo, hả, gì, 6 hả? Ừ, nhiều món quá sao tôi ấy kịp. Thôi được rồi, tao cho đợi bạn cái giúp đỡ. Nó nghe nào qua nhà ăn 6. Nghe nói nó lái được cái phi công trẻ đẹp lắm ở trong nhà nó luôn, ngay nhà 6 nha, tôi qua ông Mười nha, đi liền nha, ráp về cái này thông ở nhiều chuyện cũng khổ chứ đâu phải sướng đâu. Nhiều chuyện quá trời quá đất à. Nhìn gì? Ông nhìn tôi cái gì? Bà đó nha, cứ nghe người ta nói tầm bậy tầm bạ về kiếm chuyện với tôi. Tôi nói cho bà nghe, không phải là hàng xóm nó nghiệm nó cũng tốt đâu. Nhiều khi có nhiều gia đình ta đang hạnh phúc vậy, những người thân cận đó, thọt vô thọt ra gia đình người ta tan vỡ. Tôi biết rồi mà, thì đây cũng cái lỗi do ông lanh chanh lắc chắc là cũng do tôi nữa đi thôi mà. Xin lỗi nha. Bà làm gì vậy? Tại hấu hận quá nói nên lời cái đá hết gì đó chơi. Đi. Nè, không được làm gì nữa nghe chưa? Dạ. Tôi nó động thương yêu bà hết trơn á. Biết rồi mà. Không quên ngày đám cưới hả? Hát bài cho mà ha. Tại gì? Nha, đó là cái gì, bài gì đó. Rồi, anh đã dặn dò khi chưa cưới, mai mốt vợ chồng nên duyên mới, cho nên gây lộn cãi nhau anh bảy chị tám chơi cười, hiểu chưa? Không, tôi biết rồi. Với em, anh Mai là người tình nèm trem. Cái gì vậy? Tôi rẽ đúng vậy hả? Cho trời lộn, trăm năm ông nậu ơi. Hai người làm gì vậy? Ủa làm gì sao tự nhiên, ta ăn năn hối cải. Người ta không nghe, không thấy, không biết, không nhiều chuyện, đúng không chị? Ủa? Thôi. Cái nó chứ nó bỏ vậy chưa có để vậy có bỏ thôi cái à giờ nó rảnh luôn vậy đó. Trời đất ơi. Không đến hai ca lần siro uống mà đó mà cho nó vững càng ra ngoài à. Còn anh? Còn anh sao? Ủa? Vậy? Trời ơi, sao vậy? Cái gì vậy? Con Sáu là cũng tại bà này nè. Con Sáu nó ngồi đó nói chuyện với thằng cháu đó là người mẫu ở trên Sài Gòn về. Xong tôi vô tôi đâu có biết chuyện gì, tôi sẵn vô tôi chữ đó. Tôi chữ cái thằng đó quá trời. Nó sang ngang cái cụ chỏ cái tôi đã biết đùm đốm không à. Ơi, ta nói bởi vậy nè, bởi tháng rồi nhiều chuyện xàm xí. Đã dặn rồi đấy chứ. Giờ này đã chưa có đứa nào ở ngoài sân đình cho ông sai việc cái nào. Cái thằng Mõ đâu rồi? Ô, hay nhỉ? Mõ đâu? Thằng Mõ! Thằng Mõ đâu rồi? Hả? Đứa nào đây? Đứa nào đốt chát thì ngoài đây đây. Với sáng tinh mơ nó làm ầm ĩ lên rồi. Ôi con lạy cụ xã. Thế mà con cứ tưởng cái đứa mất dạy nào nó tới đây làm ô uế cửa đền. Con này ông thọt vào mồm mày bây giờ. Con mất dạy. Thế mày là đứa nào đấy? Dạ con là Đốt, vợ của Mõ đây. Thế hôm nay tao bảo chồng mày nó ra đình sớm cho ông sai việc. Thế nó đi đâu mà lại vác con vợ sang quẳng ở đây? Bẩm chồng con đi vắng ạ.
Thế hôm nay nó không biết nó có việc hay nó đi vắng. Nó đi vắng là nó đi đâu mày bảo? À, bẩm nhà con bận đi đánh golf ạ. Thôi thời thế đảo điên, chó lại mặc váy lĩnh, gớm khổ. Đánh golf là dành cho những kẻ ăn trắng mặt trơn, người ta giàu có. Còn chồng mày trên răng dưới một rổ củ từ. Thế đi đánh golf là đánh cái gì? À, bẩm nhà con nó có hẹn với lại Tiger Woods ạ. Ô tiên sư, con này đánh gốm để đánh với người, tại đi sao đi đánh với con cọp gỗ? Dạ không không không, cái đấy là cái người nổi tiếng lắm, Tiger Woods là người ta chứ không phải là chứ không phải là con cọp gỗ. Tao chả cần biết cái thằng Tiger Woods là cái con gì. Mà hôm nay đây, bây giờ này, có chồng là phải gánh vác giang sơn nhà chồng. Chồng mày hôm nay nó không có mặt thì mày phải làm thay việc làng, thế thôi. Ờ bẩm ông, thế làng này có việc gì thế ông? Ôi mà ôi giời ơi, mà sao mà sáng sớm mà sao mà rời nóng quá vậy? Đấy. Thế mà nóng ông quá. Cô chỉ nhìn thấy thằng mó chưa có bao giờ nom thấy vợ thằng mó đâu. Bẩm cụ khen thì con cảm ơn, nhưng mà con xin mạn phép nhắc cụ là cụ phải cẩn thận mồm miệng nha, kẻo ngộ nhỡ vợ cụ mà nghe thấy thì có mà ốm đòn đấy. Đúng khổ, con phải việc gì phải lo bò trắng răng thế. Này có tao ở đây chả đứa nào dám động đến mày đâu. Không không, con bảo ốm đòn đấy là nghĩa cụ ốm đòn đấy chứ đâu phải con. Ừ nhỉ, mày nhắc thì ông mới nhớ. Nhớ xong nổi hết cả da gà lên. Cấm khổ, con vợ tao nó tợn lắm. Mà số kiếp tao thế thì phải đành chịu thôi. Vâng. Nhiều khi ấy, nó buồn buồn nó lại sáng tao vài bợp tai. Nhưng mà thôi, tao làm ấy thì tao cũng dám nhịn đi, cho gia đình nó trong ấm ngoài êm, chứ tao sợ gì nó. Thế thì bà nhà có phước quá. Số con nó đúng là số ăn mày cụ ạ. Chồng con thì nó dữ lắm, nó chỉ cần trừng mắt thôi á thì bố bảo con cũng chẳng dám cãi cụ ạ. Ấy ấy, thế mà ông giời không có mắt. Đáng lý ra người hiền như mày phải lấy tao làm chồng mới đúng, mới gọi là lồi lào úp vung lấy nhở cụ. Ê. À, thế được mấy đứa con rồi? À, dạ bẩm cụ, vợ chồng con thì hiếm muộn nên bây giờ mới chỉ được có 6 đứa thôi ạ. Ồ, hiếm muộn mà được 6 đứa á? Vâng. Gớm, nằm cái bên dưới nó xà thế kia thì chả có con nhiều là gì. Này, dạ vợ thằng mó. Vâng. Hôm nào mát rời mày ra bờ ao cho ông gửi đứa. Ấy chết, cụ nói thế thì còn gì là tôn ti trật tự, quan trên trông xuống người ta trông vào sao mà được. Gươm khổ, việc gai gu thì cho gì phải tôn chi trật tự. Này, dạ. Ông thì tuy là lá ngọc cành vàng, nhưng ông không bao giờ phân biệt giàu nghèo gì cả, miễn sao đẹp là ông thích thôi. Đấy, bởi người ta có câu là tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh. Ấy thế là lô lai, là lum bổ anh, là xem lum bổ ten. Nghĩa là gì cụ? Tắt đèn ở số 1 cũng như số 10. Gớm khó. Con là gái đã có chồng, cụ mà dê con thì con kêu làng nước lên trong mà xem nhá. Ôi anh Đốm ơi, ôi làng nước ơi, cụ xã cũng dê con. Cấm mồm, cấm mồm. Ô cụ ra này. Này. Dạ. Ông buồn quá, ông đứng đây ông đùa với mày cho đỡ boring thôi nhá. Tiên sư nhà mày, mày làm gì mày la to thế hả? Ừ, này, dạ. Ông nói cho mày nghe nhá, ông bà mình vẫn có cái câu này nhá. Kình nghe thì vui thú, kình nghe tép tôm lại cứ vui bề tép tôm. Thế bây giờ mày uống thuốc vào mày nằm ngủ, mày chả mơ được đĩa đeo chân hạc với con ạ. Gớm khổ. Này. Dạ. Mày có biết con màu không? Ôi, thị màu thì ai mà chả biết nó. Hồi trước ấy nó còn đi thi hoa hậu chung với con mà. Mày mà cũng thi hoa hậu á?
Vâng, đợt ấy thì nó thì trúng được giải hoa hậu ăn ảnh. Còn con thì con trúng được giải hoa hậu duyên dáng. Gớm khổ, cả làng này ban giám khảo nó mù hết hay sao mà lại cho mày cái giải hoa hậu duyên dáng. Tự cụ ấy, cụ chỉ thích vẻ đẹp bề ngoài nên cụ mới nói thế. Chứ sách đã dạy rằng nhá, có duyên ấy thì nó ẩn cả vào trong, vô duyên thì nó lại bong ra ngoài. Bao nhiêu cái đẹp cái duyên của con nó ẩn cả hết vào người trong của con ấy, nên cụ không thấy đấy. Mẹ, người mày cứ căng lên như bánh phồng tôm, cái nó ẩn vào đâu hả? Bao nhiêu nó lại bong hết ra đấy rồi chứ còn đâu. Mày mà ẩn ngược vào trong mày thở được à? Cụ này. Dạ. Mà thôi dẹp chuyện đấy đi. Ngày hôm nay ấy là con Màu ấy nó có việc. Dạ. Mày ấy phải đi ra, mày giao cho mời cả làng đến đây mà ăn khoán. Thế à? Thế giao làm sao hả cụ? Nghe tao giao rồi đọc lại một lần. Vâng. Nghe đây này. Dạ. Chiêng làng chiêng cha. Dạ. Thượng hạ Tây Đông. Con gái phú ông tên là Màu Thị. Ê cụ. Con Thị Màu đó tên là Thị Màu, sao cụ lại gọi nó là Màu Thị? Mày dốt, mày không theo kịp thời đại rồi con ạ. Ngày xưa ở làng mình nó gọi là Thị Màu. Vâng. Nhưng bây giờ Mỹ Tây nó sang, nó làm, nó đầu tư nhiều lắm rồi. Bây giờ nó phải đổi ngược lại tên là Màu Thị, hiểu chưa? Ồ, thế ồ, thế mày tên gì? Ngược. Con á, tên thật trong giấy khai sinh của con á, tên là Trần Thị Cởi. Đấy, mày sang Mỹ nó đổi lại là Cởi Trần ngay. Con chẳng dám xuất cảnh sang Mỹ đâu cụ ạ. Qua đấy thì nó cứ bắt con tối ngày cởi trần thì chết bỏ mẹ cụ nhỉ. Này, đọc lại một lần cho ông nghe xem. Mắc mớ gì mà con phải thuộc để đọc lại một lần. Đây, con đã thâu sẵn vào đây này, cụ nghe nhá. Chiêng làng chiêng cha, thượng hạ Tây Đông. Con gái phú ông mày kiếm đâu ra cái quái gì mà hay thế? Việt kiều Mỹ gửi tặng cái máy thâu đấy. Con đâu có cần phải thuộc, con chỉ việc đi khắp làng gõ mõ rồi bật máy lên cho cả làng nghe là được rồi. Hay gì thế? Vâng. Đâm ra hay tự dưng người mở lên lại ghé chiêng làng chị. Em mày chơi xỏ tao à? Sao cụ? Mày làm mõ hay tao làm mõ? Tự dưng xong mày mở này lên xong cả làng bảo tao là thằng mõ à? Cụ à, thì coi như là con gõ mõ cụ giao, coi như là chúng mình xong ca ấy. Thôi cụ ơi, thôi để cho con đi giao một vòng đi rồi đổi về, con còn cho con bú nhá. Thôi con đi đấy nhá cụ. Bú mớm gì sớm thế? Là bà đây. Dạ. Đây này, một tí nữa đấy là thằng phú hộ đấy nó dẫn con nó đến. Dạ vâng. Bây giờ nếu mà nó đến mà nó nhận tội thì khỏi cần phải giao. Còn nó không nhận tội thì mày cứ bắt nó gia đình mà ăn khoán. Để mày mới lúc đấy mày mới cần đi giao. Bây giờ dọn nước non đi, cụ Tránh sắp đến rồi đấy. Ê, dạ vâng, vậy con làm liền. Gớm khổ, từ sáng đến giờ có mỗi mình ông. Ồ, dạ, con lại cụ Tránh à. Ờ, ông xã. Vâng. Ừ. Dạ, con chào cụ Tránh. Mày là đứa nào mà sáng sớm ra sân đình ăn mặc sexy quá vậy? Lũ tao có mỗi máu dê sao? À, nó là vợ của thằng mõ đốt đấy ạ. À. Vậy à? Vâng. Ai design cho mày cái áo mà sao mát mẻ dữ vậy? À, dạ, Cao Văn Hiệp. Ồ, sang bên này. À, cụ Tránh. Ồ, chảy máu cam rồi đây này. Vậy à? Gớm khổ. Đây, mày đứng đây tí hồi cụ Tránh là học máu ra bây giờ. Sang bên đây. Dạ vâng. À, vâng, con rước cụ Tránh ngồi ạ. À. Ừ. Vâng. Giờ này sao chưa thấy cha con Thị Màu tới vậy? Vâng, vẫn chưa thấy cha con nó đến. Chắc kẹt xe quá. Ô, cả làng mình đi bộ mà kẹt xe gì? Ông không có lộc ăn, thấy không? Cả năm trời nè, mà làng này chỉ có một đứa chữ quan thôi. Hồi tôi còn làm xã trưởng đó hả? Tháng nào cũng có đứa có bầu hết trơn á. Ăn tiệc mệt nghỉ, hết nhiệm kỳ này hả? Tôi đề nghị ông từ chức đi, đừng có tái ứng cử nữa. Thị Màu tới. Đưa phạm nhân mà làm như rước hoàng hậu. Cho vào. Cho nó vào đi.
Thế là đời nát bét, dành dụng suốt kiếp, chẳng dám mà gì giờ thì nát bét. Chứ nó mà đẻ con cái như thế này mà đẻ ra cái trứng mà tôi luộc tôi chấm muối tiêu tôi ăn cho nó rồi. Thằng kia, tao cho gọi con thị màu chứ tao không cho gọi con thị lỡ. Dạ, con chào cụ Tránh, dạ, chào ông xã. Dạ, hôm nay là tôi dẫn con màu nhà tôi đến đây. Đâu? Con màu đâu? Màu ơi, mày đâu đó? Đang nói chuyện với thủ tướng Canada. Đi vào đây. Bao cô gái khiến con tim anh lạc lối họ. Sao anh gian dối để trong lòng em suối bờ hờ. Tình như hạt mưa làm ướt mắt em đó nha. Tao bảo mờ mắt mày mà mù mắt mố mày đây này. Thử đã vào đến công đường rồi mày còn không lo mày chào cụ Tránh với ông xã đây còn trố cái mắt rồi đấy. Có trố đâu mà ăn kiến, có trố đâu mà trố, thấy đâu mà nói thêm hờ. Còn không mau chào. Từ từ, cái gì cũng phải từ từ. Chào cũng phải từ từ. Cũng phải có duyên dáng chứ. Dạ, Jennifer Thị Màu. Dạ, cụ xã Cát Tường. Cháu chào cụ. Dạ, dạ, Jennifer Thị Màu. Anh Chánh mạnh giỏi. Cái gì vậy? Cái gì vậy Mậu? Hả? Trời ơi, bộ ở đây cũng có bọn khủng bố nữa hả? Đâu phải, ông xã ông bỏ búa. Trời, vậy mà tưởng nó bỏ bom không à? Trời ơi, em ư bị xỉu lắm tại em bị bệnh tim thầm. Trời ơi. Dạ, cho nên gõ nhẹ nhẹ thôi. Này, con Mậu. Dạ. Dạ. Tại sao ạ? Cả cái làng này ai cũng gọi là cụ Tránh. Dạ. Chỉ riêng mày mày lại gọi là anh Tránh là thế nào? Là tại vì anh Tránh anh tới nhà anh dê thẳng con mà. Anh nói Màu ơi, đừng kêu anh bằng cu. Cái gì? À đâu, bằng cu lộn. Nhìn mặt anh các em nhớ cú không vậy à? Ô, hóa ra cả làng này tập hợp toàn là chức sắc có máu dê. Bây giờ mới biết nhìn mặt là đoán liền rồi. Ông xã thông cảm. Bị bữa đó nhậu xỉn quá tôi đâu có nhớ mặt nó. Màu 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 dạ, con dạ. Qua đây con không qua đây. Là nữa hả? Từ từ chạy qua. Con ơi, cái chuyện cụ Tránh dê con là cái chuyện trong xó bếp. Đâu có, ở ngoài phòng khách mà. Trời ơi cái gì ra quyển đường là xó bếp nói xó bếp, phòng khách nói phòng khách. Mình phải xác định đúng vị trí người ta xử nó mới vô. Bố lại mày. Nhưng con mà đây là đó, trước công đường con phải cẩn thận mồm mép. Dạ. Là vì con phải nhớ là miệng nhà quan có gan có thép, hiểu chưa? Chưa, hiểu chưa rồi. Mà tại miệng con có keo có dao sợ gì. Trời ơi, có gì đâu con sợ. Mà con nói bố nghe, bây giờ con góp ý thiệt. Cha con mới nói cái môi bố thâm đen lắm rồi. Con mụ đớp mụ đi đâu vậy? Không biết ta đang nói chuyện mất lịch sự dễ sợ luôn à. Nói bố nghe nha, cái đó là cực dữ lắm á. Đừng có bậm mà ăn nói chuyện mà như vậy hoài. Rồi mất mẹ cái môi mà cái mặt không có cái môi. Làm sao mà coi mà cái mặt đã xấu rồi đó. Đứng vào đây. Đứng vào bên này cho bố nói chuyện. Người ta góp ý không nghe. Chỗ này là công đường chứ không phải chỗ mà hai cha con đứng tâm sự. Dạ. Thế dạ, bây giờ ông nói thế nào? Dạ thưa hai cụ. Sách có câu: con dại cái mang, tội quy vu trưởng. Con Màu nhà tôi nó còn dại nào. Nó lỡ dại nó khôn 3 năm dại 1 giờ. Đâu có là 1 giờ đâu, 10 phút là xong hết trơn à. Đâu có tới 1 giờ dữ vậy trời ơi. Trời ơi, thiệt. Đi ra quyển đường 10 phút nói 10 phút, 1 giờ nói 1 giờ. Người ta biết giờ giúp người ta xử, 1 giờ nó chạc thêm tiền cả chết luôn. Con là thật lòng lắm. Tao lại mày. À dạ thưa. À, xin hai cụ cũng nghĩ đến cái tình mà hai cụ quanh năm suốt tháng ăn nhậu ở nhà tôi mà xin nới tay này, làm phước ạ. Tôi nói cho ông biết nhá, quân pháp bất vị thân, phép vua còn phải thua lễ làng. Đó. Cả năm nay bố trên sư nó làng mới vỡ được cái một vụ chữa hoa. À, nói vậy hôm nay em không mở chữa. Hàng. Em mở hàng có chữa đầu tiên đó. Mày đấy, mày chữa đầu tiên đấy. Đúng rồi, tiếp tục xử đi ông xã. Dạ, không. Bỏ qua bữa nhậu uống. Dạ không, tôi đâu có dám xin hai cụ bỏ qua. Chỉ xin hai cụ dơ cao đánh khẽ cho cha con tôi nhờ ấy mà. Này, tôi nói cho ông biết nhá. Bây giờ là ăn thua là con ông thôi. Nó có chịu khai hay là không chịu khai thôi. Trong hồ sơ tôi đã ghi rành rành ra đây này.
Thế con Màu mày có chịu thú tội hay không? Dạ. Xã ơi, xử xử lẹ lẹ đi. Còn ăn trưa nữa, đói quá rồi. Trời ơi, mày đặt ăn trưa rồi đó, thân mày lớn mà mày đặt ăn hoài à. Này, phiên tòa đó. Con Đức. Dạ. Mang cái búa ra đây. Bác. Tiên sư mày, cả cái đình này có mỗi cái búa này gãy mẹ nó cán luôn rồi. Trời ơi, ông. Ờ, đó vậy đi. Trời ơi, dạ. Cái búa mà bà làm gì bà cầm cái bồ lô. Dạ đây. Trời. Ôi sao ông xã? Đó tay em. Đỡ phụ cây. Ôi giời ơi. Tiên sư nhà mày chứ. Cậu nhẹ không, không còn cái búa nào à? Mày mang cái búa này, cái trọng lượng nó gấp 4 lần tao à. Cầm có một tay mà ông cầm tới cả người. Mày lực lưỡng thế kia mà. Người mày không cần tập tạ mày cũng đấy đà thế. Tao thì người ta cầm cái này cho tao chết à? Này. Xài tạm đi. Bây giờ thế nào? Phiên tòa bắt đầu đây. Dạ, mà nói cho Quang Nga nha. Nói Quang Nga nè, biết sao mà ba của con nói tiếng Bắc mà con nói tiếng Nam không? Tại con muốn chơi sóc hàng đó. Con nói thiệt đó. Đừng có nhìn con giải thích thôi. Là tại vì hỏi ổng khi hồi nhỏ đó, hồi lúc mới nhú đầu lớn được cái chút cái chân liền mình vô nội trú Gia Long đó, rồi xong toàn là nói tiếng Lam quên mẹ tiếng Bắc. Cái này thì ông xã khỏi có thắc mắc. Tôi cũng dân Bắc Kỳ nè. Nhưng mà hồi đó vô trong Nam làm đồng tiền con su riết là quên tiếng Bắc luôn à. Dạ đúng rồi, thì ông vô đó ông cạo mũ ông ăn riết là ông quên mất tiêu rồi. Ông ấy, nó nói tôi còn tin, còn ông nói làm sao tôi tin được. Tôi nhìn cái giấy khai sinh của ông đẻ Cà Mau mà. Ủa, nói vậy chắc tôi xài lộn khai sinh người khác. Cô chấm thì thiệt. Này, dạ. Bây giờ thế nào? Dạ. Này, tao bảo cho con Màu biết. Dạ. Cái làng này ấy, là nổi tiếng là mẫu mực. Dạ. Nhá, gương mẫu về thuần phong mỹ tục. Dạ. Quá chồng ấy còn chưa được tái giá nữa. Tại sao mày là con gái lại chữa hoang? Tại vì bữa có mang thuốc mà quên uống để ngừa. Con này mày bẻ mép vậy? Thì có sao nói tao hỏi vậy? Mày này. Dạ. Mày ngủ với thằng nào ấy mày phải khai ra. Để làng bỏ tù nó. Mày không khai á. Mà mày đi tù này, rồi bố mày phải làm cố đại cả làng. Tổng số dân làng ở đây là 1.800 nhân khẩu. Nặng lắm đó nhà con. Con nghe chưa con, Màu nghe chưa Màu. Ủa bố ba khóc hả? Tao khóc rồi. Tao ơi, mà cái giọng ấm tưởng Trần Thái Hòa nó hát đêm đông. Cái giọng trầm quá. Trong cái đầu mày nó phen này thì bố phải bán nhà mất con ơi. Sao vậy? Thị trường địa ốc nó đang xuống, bố không muốn bán con ạ. Dạ. Thôi thương bố khai đi con. Đứa nào làm mày có bầu khai đi con. Trời ơi, con cũng muốn khai lắm mà tại vì bố đó cúp điện không nhớ mặt được thằng nào. Cúp cái đầu mày chứ cúp. Ừ, mày coi đây này. Ê đừng ba ơi, trời ơi sang xuân nay nhiều tiền ba đừng, mấy quan này tham lắm. Ba ơi đừng mà. Thầy đi ra chỗ khác. Ba đừng. Cúp cái gì? Đây đây mà coi đây. Trời ơi hết hồn chưa à. Trời ơi sang xuân nay mà chơi đồ 8 thế kỷ chứ ta chịu nổi không? Đây. Mày coi đi. 1.800 người mà 10 người một thồi vị trí là 180 thồi. Xin lỗi đi, thồi là bàn đó phải không? Đúng rồi. Rồi ba nói tiếng Bắc còn dịch sang tiếng Nam đi. 180 bàn có gì đâu lo. Ba cho mỗi một bàn một dĩa cơm chiên cá mặn, xúc một đống muối thảy vô trong đó, nó ăn một muỗng nó uống 80 ngụm nước nó loài bụng nó là bụng đâu nữa ăn. À? Muối với cá mày không mua tốn tiền hả con? Sao này. Dạ. Bố con mày phải hiểu là cái làng này toàn là chức sắc việc làm đấy. Dạ. Nhá. Chứ không phải cô hồn đâu, muốn bố thí cái gì ăn thì phải ăn. Dạ. Cụ Tránh. Ừ. Menu soạn đâu rồi, đọc cho chúng nghe đi. Có đây, thức nguyên đêm đó. Trời ơi, thấy ghê không? Special menu for chữ hoang. Trời ơi. Món thứ nhất, đặc sản ốc dò dôi. Thứ nhì, lobster xào hành gừng. Thứ ba, dì cá nướng tui. Thứ bốn, nhung nai chân cách thủy. Thứ năm, sừng tê giác đậu trắng. Thứ sáu, móng gấu ngâm mật gấu. Thứ bảy, gà đen hầm thuốc bắc. Cụ ơi, gà trắng còn chết chứ xá gì gà đen. Đấy là còn thiếu đấy. Còn thiếu một món tráng mồm. Trời. Đúng rồi, dessert vịt Bắc Kinh. Cái gì vậy bố? Con nghe chưa? Dạ nghe. Mấy món kia sơn nào hải vị như thế. Dạ. Rồi đến món tráng miệng nó còn đòi vịt Bắc Kinh thì bố tao sống dậy chịu cũng không nổi đừng con. Đừng có lo, ba đừng có lo. Trời mấy ổng tham ăn vậy đó, ăn tráng miệng mà đòi ăn vịt Bắc Kinh. Vịt nó đâu có ít mỡ đâu, kệ cho nó ăn đi, mỡ đóng ở trong mỏ nó khỏi thở đâu con.
Con thương bố khai đi con. Dạ. Bây giờ mày có khai hay không? Trời ơi, con khổ quá, ác bức quá, em khổ quá. Chánh ơi, Chánh, em nhiều bôi phen lắm, làm sao nhớ được. Con ơi! Em bị tim thòng mà. Ông xã ơi, bé Màu tim thòng, tôi thì thòng tim. Ông cứ gõ búa hoài, nó cứ xỉu, nó xà vô người tôi. Già rồi, sức đâu chống nổi. Con kia, mày đứng lên ngay. Mày thì tim thòng, ông này thì thòng tim. Mày cứ sáp sáp vào thế để ông thòng hết xuống bây giờ. Trời ơi, đừng có lo, cỡ tuổi ổng mà còn cái để thòng là cũng mừng lắm á. Bước sang bên này. Dạ. Này. Dạ. Bây giờ thế nào? Hay là con chỉ đại được không? Áp bức quá chỉ đại được không? Con thông minh quá. Đó. Con cứ chỉ đại đi rồi cha con. Mình thoát nạn. Nè. Cái làng này đâu có máy thử máu đâu mà con sợ. Công nhận cha khôn hơn con quá. Bây giờ trong làng này cha thù thằng nào cha nói đi. Nói gì? Con khai ra là chết mẹ nó luôn chứ chi. Bố nói cho con nghe, nếu mà thù thì bố thù cả làng. Nhưng mà bây giờ như thế này con cứ chỉ đại cái thằng năm con cụ Tránh vô. Tại sao phải chỉ thằng đó? Tại vì bố ghét nó lắm. Tại sao vậy? Tại vì nó đánh cờ tướng nó cũng ăn bố nè. Dạ. Nó trọi trâu đá gà cũng ăn bố hết. Dạ. Chỉ thằng đó. Là tại vì bố dở quá rồi, yếu yếu bày đặt ra gió, già bày đặt ra với con nít chơi không lại rồi thù giặc người ta. Thôi được rồi thằng, thằng năm hổng được. Tại sao không được? Nó bê đê. Trời trời, bê đê làm sao làm có bầu, người ta phai đau ra con tội đứt bồ luôn à. Này, bậy, phải khai là phải khai cho đúng tội, phải khai cho đúng người. Mày ngủ với thằng nào mày nói nhanh lên đây. Đúng rồi, không khai hả thì cho đi tù một năm đi. Con ơi, con nhớ chưa? Con nhớ ra rồi. Cháu nó nhớ rồi. Nghe nói chuyện muốn nóng à? Mũ đêm. Dạ. Sao mày không mở máy lạnh? Ôi trời ơi, sao cụ lẩm cẩm thế? Giữa sân đình làm gì mà có máy lạnh? Vậy mày không biết đứng sau quạt người ta à? Vâng, để con đi lấy cái quạt. Nóng quá. Con nhớ chưa, con khai đi, hai cụ đang chờ con đấy. Con nhớ rồi đế đi ơi. Con khai đi. Em nhớ rồi Chánh ơi. Vậy thì em kể đi. Con nhớ rồi xã ơi. Khai đi. Dạ, con khai đây. Con kể đây. Kể đi em. Tôi kể các người nghe. Cháu nó kể. Đời con thì mâu thực là sung sướng. Đến tuổi cặp kế cô có nhiều trai theo nên lắm điều mộng mơ. Sao vậy? Tần khúc chiều mưa nguyện anh trên. Cái mồm, bây giờ ta bảo mày khai. Tiêu ngao. Ta bảo mày khai chứ mày lầm bầm mày đọc cái gì đấy. Từ từ nó phải có mở đầu rồi tới giữa nó mới kết thúc được đó. Mưa mỗi lúc một tô, cô mới tìm chùa trú mưa, xong cô mới ghé vô nhà. Mày ghé vào nhà ai? Ý không phải nhà mà là chuồng bò. Nhớ rồi, chuồng bò. Cái tự nhiên có một ông to cao, ông tiến tới gần con và ông hát gì nè. Đêm nay ai đưa em về, đường khuya mưa rơi náo nề. Con nghe hát xong rồi con xúc động bồi hồi. Gì kỳ vậy? Màu ơi. Ta bảo chứ chứ con này nó chuyển tông liên tục nhỉ? Bọn nó hát hay lắm hay sao mà mày xúc động? Hát dở ẹt à. Mà tại vì con nói bà nghe chuồng bò nhiều rơm lắm. Mà bà có nghe câu này không? Lửa gần rơm cháy chuồng bò rơm. Này, cái lửa gần rơm đấy mày bảo mày thấy chuồng bò rơm nhiều thì ít nhất phải mày phải nhớ được cái mặt nó chứ. Trời. Mày tả cái mặt nó xem. Trời ơi trời, đây. Lúc đó con mắt nó lim dim rồi làm sao mà thấy được mà nhớ. Trời ơi, hỏi ác ghê rồi trời ơi. Con ơi con không nhớ rõ để con không phải nhớ láng máng nó là nó cao hay nó thấp hay nó béo hay nó gầy chứ con. Đúng rồi đế đi nói đúng rồi. Em nhớ rồi Chánh ơi. Nhớ hả? Anh ấy to cao. Sao? Mặt tròn. Rồi sao nữa? Anh ấy có hàm râu bạch kim. Hả? Và có một cái đặc điểm nhận dạng chính xác. Đúng rồi, một rồi. Tóm cổ thằng Chánh nhớ lại. Nghe lên. Cái gì? Ông xã nói gì? Tóm cổ mày nhớ lại. Mình mất xong tự nhiên mà tóm cổ tôi là sao? Nó tả ông rồi còn ai nữa. Tướng ta to cao mặt tròn như cái nguyệt, có râu bạch kim, có cái nốt ruồi bên mép. Tiên sư mày bắt nó ngay đi. Ê khoan. Con Màu,
tao có thù gì dòng họ nha mày. Mày bị đỡ hại tao. Thằng nào ăn nắp bắt tao đổ vỏ hả? Mày chứ tao có trách móc gì tao mới gồng mình tao chịu chứ. Ông giận lắm phải không? Ông xã, kết thúc vụ án lại lên. Để nó đứng nó khai tầm bậy tầm bạ hồi hả? Tới tay vợ tôi, nó đuổi tôi ra chuồng bò ngủ thiệt không phải chơi à. Ta kết thúc vụ án này. Trời ơi. Ôi giời, cái này nó nặng thế. Ông cần con phụ không? Mày đỡ lên họ tao cái. Ông xã người ông nhỏ mà búa ông to quá. Tiền An! Khoan! Đứa nào đây? Ai vậy? Khoan! Gì vậy? Khoan! Gì vậy? Khoan! Các người đừng tuyên án! Đừng tuyên án! Mày là đứa nào? My name is No. I do know. Yes, I am No. Dạ, thưa hai cụ, thằng No này là cái thằng nó ở đợi nhà tôi đấy ạ. Tôi chính là thủ phạm, là tác giả bào thai của Thị Màu. Anh nhận vậy là anh ở chịu ở tù thay thế cho em hả? Em Màu ơi, bao nhiêu năm qua anh hầu hạ em, anh bưng nước cho em rửa chân. Yes. Cho nên anh thường xuyên rình coi em tắm. Trời ạ. Nhưng mà em ác lắm Màu à. Hả? Tại sao em đối xử với anh tàn nhẫn như vậy chứ? Em làm cái gì chứ? Tại sao em lại tắm vào ban đêm kia chứ? Em thích. Anh rình hoài mà không thấy gì cả. Trời ơi, em biết là nỗi quốc ức của anh như thế nào hay không? Cho nên anh tha thiết yêu em, giống như trong tuần người phu khiên kiểu cưới. Và hôm nay sao anh? Anh quyết định tới đây bày tỏ tình yêu của anh với tất cả mọi người bằng cách nhận anh là tác giả của cái bào thai này. Hết. Hay quá anh ơi, trời ơi, con người anh nhỏ bé mà tâm hồn anh cao thượng quá. Mà trời ơi, mấy con quỷ kia nó ác ghê, mấy lâu nay nó đồn anh bóng. Không, anh không bảo. Thì đó, em nói đâu có thằng bóng nào mà xấu dữ vậy. Trời ơi, anh ơi. Anh ơi, em nói cho anh nghe. Cô giáo ngày xưa có dạy em rằng. Hả? Mậu. Anh, cô nói đừng thấy thằng nhỏ con mà tưởng rằng trong người nó thứ nào cũng nhỏ. Không đâu, trời xanh có cái này cái kia, nếu tất cả đều nhỏ trời sẽ cho nó cái khác bự để bù. Cái bự của anh là trái tim anh đó nơi. Em Màu. No. Em hãy ráng giữ gìn sức khỏe nha. Dạ em biết. Anh ơi, vào trong tù cẩn thận nha. Anh biết rồi. Qua cha em dặn dò gì? Dạ thưa ông. Rồi. Thôi thì đến nước này thì thôi con cứ vui vẻ con vào ở tù nhá. Dạ. Thế thì mãn hạn ra đó thì ông lại cho con về nhà ông con ở đợi tiếp tục. Trời ơi, dạ. Cái cuộc đời con hết ở đợi tới ở tù vậy ông? Anh. Em. Hả? Anh chia tay với em nè. Dạ. Anh chúc cho Màu mẹ tròn con vuông nha. Trời ác quá, tôi tròn vậy nó chút nữa cô lăn hay gì trời ơi. Con tôi mà vuông làm như bánh chưng bánh dày. Thôi ghê quá. Em Màu. Anh Nô. Hãy ráng chờ anh em nha. Yeah. Đừng lấy thằng nào nhé em. Oh yeah. Anh hứa khi ở trong tù. Sao anh? Anh sẽ ráng tìm cho được lá diêu bông. Trời ơi. Để anh về em gọi anh là chồng. Anh ơi, ráng nha anh. Ráng ở tù nha anh. Xong. Cố gắng ở tù cho tốt nha anh. Anh biết rồi, xong rồi, chia tay xong rồi. Tiền An. Quang. Chuyện các người. Các người cứ làm. Trời đất ơi. Lửa là phải hối. Ra tay đi. Sao giống đời cô lũ quá vậy? Thì đó, bây giờ chuyển sang đời cô Nô. Trời ơi. Sao mày đang đỡ cái búa sao mày về thả ác thế hả thằng Lô? Con cũng đỡ cụ mà. Không sao. Bắt nó đi. Đem nó đi ngay đây. Dạ. Em Màu, dạ. Màu. Anh no. Đem nó đi. Em Màu. No. Đem nó đi đi. Đem thì nó đi ngay. Con tao mày. Tụt mấy tao bây giờ. Buồn ra. No. Nghe nói nè. No. Xin phải hôn anh một lần. Con em sẽ hôn anh. Trái. Mai. Ta ra xa nhau thật rồi. Ơi cô Trái, cô Trái. Em biết khi tan bóng đêm. Oh yeah. Bình minh rồi sẽ mang anh thật. Bè tiếp nha.
Cấm mồm, cấm mồm. Tiên sư chúng mày bây giờ còn chờ đến bình minh mới mang nó đi à? Mang ngay bây giờ. Em mau. Tám ơi, Tám Kim ơi. Chị Kim. Ai vậy? Có nhà không? Trời, ai đó? Chị nè. Tôi đây. Trời ơi, sáng sớm mà năm chỉ đi tìm Kim chi sớm mà. Ôi, rảnh không có gì làm tính kiếm Kim xỏ chỉ chơi mà. Nè nè, đừng có nói cái giọng đó nghe. Tôi ghét cái thứ chơi chữ đó nghe. Mà nói xin lỗi ông anh tìm lộn Kim rồi. Cái Kim này tích đích mẹ nó rồi. Không có xỏ được đâu cưng ơi. Chị nói sao vậy? Chị đang làm gì trong nhà vậy? Đang may đồ. May đồ phải chị lấy chỉ xỏ Kim không? Thấy không? Ý tôi là vậy đó. Ai biết cái mặt ông Giang thấy mẹ. À, bữa nay tôi qua đây thăm chị. Ờ. Với lại có đem chị cái này nè. Cái gì đây? Bảo đảm chị thấy là chị cái mê. Lần nào qua cũng quà cáp hết trơn trọi vậy anh. Ừ, bảo đảm chị thấy chị mê liền. Cái đó. Gì đây? À. Qua tờ mê lô. Qua tờ. Quá. Cái gì vậy, ông nội? Cái gì? Đưa cái gì vậy? Watermelon. Cái nước gì gớm vậy? Nước gì gớm? Đưa coi, cái này làm sao, cái này ông thích chứ tôi đâu có thích. Water là nước nè, melon, nước melon mà, nước melon tôi uống đâu có được, nó xuống máu ông ơi. Cái gì melon? Đây là dưa hấu. Mà tiếng Anh ta đọc là watermelon. Tôi nói cái melon còn đỡ, ông thêm cái dấu vô cái ớn ờn không? Cái chữ nào nó viết mẹ ghi chữ dưa hấu nó đẹp hơn chết đâu quá trời nghe. Bà nó có đầu óc bà không nào ông nghĩ bậy bạ không à? Ờ cái đó ông uống thì tôi không dám uống à. Mấy đứa nhỏ đâu rồi? Nó đi làm hết rồi anh ơi. Vậy sao hổng rồi chị không có đi đâu chơi sao? Thôi đi bị thấp khớp đi ra đường đi mệt quá không đi nổi. Tôi nói chị nghe, mình qua đây á, ở nhà hoài không có tốt đâu. Giống như tôi nè, thấy không? Già từng tuổi này á, mà vẫn còn đi nhảy đầm exercise. Thấy không? Chị phải đi ra đập nhảy đầm cho thể thao cho nó vui. Không, nói anh đừng cười tôi chứ nhảy cái kia tôi không nhảy nổi thì nhảy đầm. Nhảy gì? Thể dục dưỡng sinh đó. Bỏ lâu rồi. Thôi, nếu mà chị nói vậy thôi thì thiệt là tiếc quá đi. Sao vậy? Kỳ này Thúy Nga có tổ chức cái gì đó gọi là nhảy security gì đó. Thôi chuyển chọn security hả? Anh đàn ông anh làm cho tôi làm gì? Stability là gì? Là những người nổi tiếng á. Thì nói mẹ nổi tiếng cho rồi stability ai biết đâu mà tôi mới qua mà tới dùng cái trừ từ chi ác ôn nghĩ không biết. Nhưng mà vậy sao không tôi không nhảy được đâu, anh đi tìm người khác đi, tôi nhảy rồi mất công tôi với anh biết lòng. Là biết lòng chỗ tị với tôi mà quen tôi nói thì chính cái chỗ quen biết tôi mới sợ biết lòng. Đâu có gì đâu biết lòng. Đỡ vậy. Ừ. Đó nghĩ sao nhảy mà không nhìn mặt thằng anh mà nhìn cái gì không? À, tôi nhảy mà tôi không nhìn mặt thằng anh mà tôi nhìn mặt thôi thôi ghê á. Chị bị gì vậy? Tôi bị thấp khớp. Thấp khớp đứng thẳng được hả? Không được. Trời ơi tiếc quá. Vậy kỳ này không biết làm sao mà... Anh quyết định đi thi cho Thúy Nga hả? Ờ giải thưởng lớn lắm. Nè thì Thúy Nga tôi cũng tỉnh táo lên liền. Nhưng yên tâm đi, nếu anh đi thi tôi sẽ gửi anh. Cái gì? Tôi quen hết. Sao vậy? Thúy Nga là ruột của tôi mà. Tôi sẽ viết cái giấy giới thiệu cho anh. Anh tới anh chưa thi người ta chấm anh đậu rồi. Chờ tôi đi nghe không? Chờ tôi nghe không? À lẹ nha. Chờ tôi chút đi. Không ngờ bà bị nặng dữ vậy ta. Hồi xưa đâu có lưng đâu có dữ vậy. Nhưng mà kệ. Bà này mình nghe đồn là bà hồi xưa bà cũng đã nhảy đầm rất là giỏi. Ráng coi coi bà làm cái gì đây. Xong chưa chị? Chị ơi, xong chưa? Chờ tôi chút. Ừ. Chạy lên nha.
Đi ra đằng trước. Cái bộ bà ba kia tôi cho anh đi đằng sau được, cái bộ này phải cho đi đằng trước. Đi đằng sau ông đĩa hàng tôi hả? Thôi bà, đừng có nằm mơ. Cái hàng là ai thèm đĩa. Giờ làm sao? Bây giờ muốn nhảy phải không? Anh đu tới đâu tôi đu tới đó à. Thi cho ai chứ thi cho Thúy Nga là quốc à. Tại vì tôi coi nhạc Thúy Nga hàng ngày mà coi nó trẻ ra nè. Rồi rồi, giờ tôi chị tập nhảy nha. Trời, anh mai bộ đồ giống đấu bò quá ha. Đừng nói tôi để làm con bò cho anh đấu nha anh. Chết à, không được. Đây. Trời ơi, romantic quá. Cái này cầm làm gì? Ngậm vô, mình tập nhảy. À, ngậm hả? Ngậm gì cốt vậy bà? Người ta còn trẻ, người ta còn có răng, người ta cắn tôi ngậm cái nú không ông nội. Bây giờ có nhảy là không? Nhảy, ngậm vô đi. Nhảy thì mở nhạc lên coi. Bắt đầu nha. Ờ. Rồi. Giờ nó vậy mẹ trước coi. À quên quên nè, quẹo cái chân lại, quẹo lại đó. Yep. Ghê quá. Vô coi. Trời ơi, sao nặng quá vậy bà? Mới mập lên mà. Trời ơi, chơi nhạc này hát tôi chơi luôn với ông à. Bà làm cái gì vậy? Đâu bò? Có bò hả? Không phải hả? Bà nói tôi không bò bà. Ờ tao bò, bò. Nhảy tiếp hả? Đi. Woo. Qua đây. Woo. Vui buồn cùng em. Trời là những chuỗi ngày sầu lo. Tình là những bên mơ mộng mơ. Ủa trời ơi, sao ông không đưa tôi vậy chạy? Ôi, thế sao tôi đưa? Bà nhảy tục lắm mà. Thôi đứng lại. Ông nhảy đàng hoàng coi. Đây nè. Lát nè. Khi yêu nhau tuy xa mà gần. Cớ sao hãy sống cho tình yêu, sống trong lòng anh khi tôi còn xa. Lòn hát, lòn hát. Hả? Lòn hát. Nở nổi không? Nở, không. Không nổi. Nở. Không nổi đâu. Trời ơi, cười lên đi. Cười lên. Cười làm gì? Hả? Tôi mệt bà quá. Tôi kêu bà chui qua đây, chàng quá húi. Không, tôi biết rồi, nhưng mà ông đỡ không nổi. Ví dụ như người ta thọt vô vậy phải có người đỡ cho nổi. Ông đỡ không nổi, ông bỏ tôi vô, bật gọng tôi chết sao? Thôi bò mẹ ra vậy chắc ăn hơn. Mình già rồi mà. Ông đu làm sao lợi thì dân rồi Tuấn Hùng phải không? Nhưng mà mình có cái giải lão niên, hiểu không? Có giải đó thì được. Sao? Tôi nói ông nghe nè. Sao tôi thấy kỳ này nha, ban giám khảo chấm toàn nhạc quê hương được điểm cao không? Vậy 40-40 là Hương Thủy với Hương Lan. Lát nữa tôi đi thi, tôi không lấy tên Kim, tôi đổi tên Hương luôn. Hương? Hương Hồn. Cái tên thi gớm quá vậy bà ơi. Đó thì vậy đó, Nguyễn Cao Kỳ Duyên sẽ lên giới thiệu sau đây là sự xuất hiện đi thi của Hương Hồn à. Thôi bây giờ về nè. Hả? Dầu gì tại bữa nay mình mới tập, mình chưa có nhiễm. Bây giờ đi về nhà tôi đi. Rồi tôi tập thêm cho bà rồi mình thi. Rồi. Nè, tôi hỏi bà nè. Bà có quen biết ai trong cái nhà không? Yên tâm đi. Tôi đi thi là có người chống lưng rồi. Hả? Ai vậy? Nguyễn Hưng. Bà con thân với tôi lắm. Thân không? Rất gần. Gần cỡ nào? Chị vợ của thằng em rể thằng bạn tôi là có coi băng Nguyễn Hưng rồi. Nói lại,
Chị vợ của thằng em rể bà bạn tôi là có coi đĩa của Nguyễn Hưng rồi. Gần không? Thấy gần không? Gần quá. Nó sát cái tivi mà. Tôi nói thiệt với bà nha, từ đây mà tôi chạy ra tiệm thứ Nga tôi mua dĩa Nguyễn Hưng còn lẹ hơn bà nữa. Trời ơi, gần gì mà gần kỳ cục vậy bà? Có gì đâu thì tôi nói vậy thôi. Nhưng mà mình đi thi á, là ăn thua là cái khả năng của mình. Đúng. Có nhiều thì nhiều. Ừ. Được chưa? Rồi, bây giờ đi. Rồi đi. Lấy cho tôi cái cây gậy coi. Chi vậy? Rồi, tôi thấp khớp, tôi đứng hầu tôi mệt ông ơi. Để tôi xếp cái ba đì lại tôi đi dễ đi hơn. Trả về vị trí cũ. Yêu cầu ông đi trước nha, ông đừng đi sau, ông đĩa hàng tôi hoài nghe ông nội. Đi ngõ này nè bà. Đi ngõ này hả? À. À thôi đi nha, em đi ơi, em đi ơi.